Với sự chia sẻ dữ liệu của các bộ ngành có liên quan, đến nay ngành thuế đang kiểm soát được hơn 8 tỷ lượt giao dịch thương mại điện tử với giá trị 72.000 tỷ đồng. Đến nay, Bộ Công Thương đã cung cấp cho Bộ Tài chính thông tin về 929 sàn thương mại điện tử và 284 website. Bộ Thông tin và Truyền thông đã chia sẻ dữ liệu về 130 đơn vị viễn thông, quảng cáo, phát thanh truyền hình. Ngân hàng Nhà nước cũng đã cung cấp gần 158 triệu tài khoản thanh toán và Tổng cục Thuế đang phối hợp với Bộ Công an sử dụng mã số định danh công dân làm mã số thuế. Sự chia sẻ dữ liệu của các bộ ngành có liên quan góp phần chống thất thu, đạt hiệu quả cao trong lĩnh vực này.